Đây là vườn thịt ha, có đậu rồng đây, mình mới mua 2 dĩ đậu rồng. Cũng bán bình thường, chợ cũng không có gì đặc biệt hết, cũng giống những chợ ở đông khác. Chà, có cái lò này, giống của Việt Nam mình đi nướng đồ ăn quá ha. Ồ, có chuối nè, chuối, nón lá cũng có bán luôn nha, nón lá, khoai mì. Mình vô đây chủ yếu là nghe nói là cái món món gì đó, món chân gà xả tắc. Chân gà xả tắc đâu, với cái món xúc xích Lào đây. Các bạn còn nhớ những đôi dép Lào không? Đây nè, dép Lào nè, đó, chắc muôn đôi dép Lào về mang coi. 3 đồng 75 sen một đôi dép Lào nha. Chà, cái này là dép Lào đây các bạn, đây đây dép Lào. Rồi, chân mình vừa không ta, mình mua đôi dép Lào về mang coi. À vừa đó, tôi thử rồi. À mua đôi dép Lào về mang để nhớ Việt Nam. Các bạn ơi, có dép Lào nha. Tôi mua đôi dép Lào. Mua dép Lào về tôi mang. À, đây là những dạng đông lạnh. Cá đông lạnh. Cá khô. Cá lóc. Có khô cá lóc đây các bạn ơi. Khô cá lóc khúc khúc nè. Khô cá lóc. Đây là khô cá lóc. Cái này cứng không ta? Rồi lấy đi em, lấy xúc xích Lào phải không? Anh lấy đậu, anh lấy đôi dép Lào. Gì vậy? Mang cho nhớ Việt Nam. Có gì nữa? Chợ này có gì đặc biệt nữa? Giới thiệu cái người đẹp. Giới thiệu cho bà con cô bác biết. Đâu? Em nói món gì đặc biệt ở chợ này đâu, trên kha khai. Đâu, quay cho bà con cô bác coi coi. Chân gà xả tắc. Chân gà xả tắc, món này để coi nha. Có cần bỏ tủ đá, con đá nó hư thì đem đi về tới nhà ăn thôi. Coi lấy hộp ăn thử thôi em ơi. Rồi, ăn thử nha, chân gà xả tắc. Đây là chợ Lào, các bạn ơi, có xoài kìa em nè, xoài cắt sẵn rồi kìa. Đây xoài hắc, xoài cắt sẵn rồi nè. Đó, đây nè, xoài cắt sẵn rồi đó. Ngon không? Thì nói chung cái chợ này cũng bình thường như những chợ ở đông khác. Có cái nhà hàng bên kia. À, đâu